Muốn tới nhà ăn đùi gà quá đi mất. Đợi thầy kéo vừa xong tới đó đến cái phao câu cũng không còn. Mấy em ở dưới đó nói cái gì vậy? Lúc tôi giảng thì mấy em không nghe, lúc vào phòng thi là không biết làm. Thầy ơi, có Vinaphone nó nói thầy dạy kéo giờ quá, ảnh hưởng nó đi ăn đùi gà. Em nào thấy mấy thứ tôi giảng vô ích hoặc đã biết hết rồi thì cứ đi nhà ăn đi, tôi cũng không có cản. Thầy ơi, sao thầy cũng nói sớm, không biết đi về này còn đùi gà không ta. Cô Vinaphone, mày đi thật hả? Mày đúng là không coi thầy ra gì mà. Cái gì chứ, thầy bảo tôi đi mà. Đừng có cản, để mấy đi ăn. Ăn chưa có đủ thì gọi phụ huynh tới. Hả? Gọi phụ huynh em tới đây làm gì? Ba em đâu có thích ăn đùi gà, một mình em ăn là đủ rồi. Được, em được lắm. Phụ huynh của em cô Vinaphone đúng không? Bây giờ anh lập tức tới trường học một chuyến. Đứng cái đầu hồn vào cho tôi. Trời ơi, thì mới tới lớp em nên không biết ta thôi. Thằng cô Vinaphone nó nổi tiếng lắm. Trong giờ học ngoài trường học ra, cái gì nó cũng làm hết. Cô Vinaphone, xem lại đây. Hiệu trưởng, cô tới đúng lúc lắm. Cái em học sinh này tôi không dạy nổi nữa mà. Tôi chưa dẫn bài xong thì mấy chạy tới nhà ăn cơm. Chuyện là như thế nào em nói đi. Cô ơi, thầy nói mấy cái thầy giảng đi như em biết hết rồi thì có thể đi ăn cơm, thầy cũng không có cản em. Như vậy thì mấy đi nhà ăn ăn là đúng mà, do thầy đồng ý mà. Hả? Đúng chứ nào vậy hiệu trưởng? Cô về mấy có quan hệ gì, sao cô lại bao che cho mấy? Thầy nói gì vậy, em ấy là quán quân toán học thế giới mà. Mấy cái thầy giảng, xấu tụi mấy đã biết rồi. Hả? Chết rồi, chuyện này lại liên lụy đến mình rồi. Cô giáo, con tôi nó lại gây chuyện gì à? Không có, cô Vinaphone học giỏi như thế làm sao gây ra chuyện được. Ý là thầy Thành gọi em ấy tới đây để trao học bổng, trích từ tiền túi của thầy ấy cho em ấy. Đúng không thầy? Hả? À, đúng đúng, đúng vậy. Hả? Để thầy tự trích tiền túi ra làm học bổng thì tôi ngại quá. Tiền mặt hay quát mà.